Chào anh em nhá, mình đang coi cây hoa hồng Sampa. Nó hỏng lát quá. Nó lát đến mức độ như tương bình này. Đây. Đây. Cái lỗ nó 5 7 lỗ liền nó chọc qua. Đang xử lý cái cây hoa hồng Sampa này. Bị tiếc cái gốc này phôi thân nó to nhưng mà nó bị bệnh lấm. Lấm rễ này, ông kiến tổ kiến ở trong trong cái cây quá nhiều. Đấy, tổ kiến nằm trong cây nó quá nhiều thì bây giờ nó ăn thành cái tổ. Đấy, thì bây giờ đang xử lý toàn bộ cái lấm này cho nó xong. Đấy, đang xử lý này. Gốc này bây giờ thành một cái lỗ to đùng này. Anh em nhìn chưa? Nó thành một cái lỗ to đùng này, không dài dài giải quyết được kiểu gì bây giờ. Rất là khó khăn. Xử lý giờ chưa biết được xử lý kiểu gì bây giờ để cho hoàn thành cái cây này. Đấy. Đấy, bây giờ đang xử lý. Bạn nào mà mình đang bây giờ cái phương pháp xử lý ấy, là mình vét hết toàn bộ những cái mùn đất mà gọi là sâu ăn thân này, sâu đục thân này. Sau đó là mình loại bỏ hết kiến với cả cái côn trùng ở trong cái rễ đi. Đấy. Và cái thứ hai nữa là mình bôi keo liền sẹo vào để khô, mình bôi keo liền sẹo vào. Sau đó là mình sẽ xử lý tiếp nữa là mình sẽ xử lý cái rễ này. Là mình sẽ bịt cái rễ này, bịt hết chỗ đầu này vào, đổ xi măng vào. Mình sẽ đổ xi măng mấy bột đá, mình đổ kín hết tất cả những cái lỗ hở này. Đấy. Để cho đặc vào, sau đó là mình lại quét tiếp keo liền sẹo và sau đó cuối cùng là mình đem đi mình ngâm kích rễ, siêu kích rễ. Đây là cây hồng cổ Sapa. Đường kính thì nó bằng vành đây. Mình tiếc quá, người bạn mình nó tặng mình cũng được mấy năm rồi. Từ cái thời được cái này cũng phải được tầm 5 năm, 6 năm rồi. Mình cảm thấy mình nói chung là có rất nhiều kỷ niệm với cái cây hồng này. Nên bây giờ là mình đang phục hồi lại cái cây hồng này. Anh em nào có phương pháp nào mà chữa trị mình hay là xử lý cùng với mình cho hiệu quả thì bảo mình nhá. Mình đang nghiên cứu để tìm hiểu để xử lý để sao cho nó triệt để lẩy mầm thành cây. Anh em nào mà biết cách xử lý chỉ cho mình cách xử lý thì mình đang rất là cần, rất là chân tình với anh em là cũng đang rất là cần, bởi vì là đây là món quà của người bạn mình tặng mình. Mình mà không xử lý thì nó mất đi giá trị của anh em, bởi vì anh em nó tin tưởng mình tặng mình mà mình lại không trân trọng thì coi như là không ổn. Mà đã ổn thì mình sẽ phải xử lý làm sao cho nó thành cây hết một loạt. Thế đang bắt đầu xử lý đây, cây nó sâu kinh khủng, mọt sâu kinh khủng, từ bao cành to lắm. Mình cắt nó đi, bây giờ nó thành một cái này và hiện giờ là mình sẽ để ngay lăng mẫu. Vì cái cây này nó gần 6 5 năm 6 năm rồi, ở phủ rồi. Chính vì thế là mình sẽ nuôi và để nó ở lăng mẫu. Đấy, để một cái chỗ trân trọng ở lăng mẫu. Bây giờ thì nó cụt nhưng mà mình sẽ phải chăm nó mất trong vòng 6 tháng đến 1 năm thì nó sẽ đẹp và nó sẽ đâm cành đâm chồi lầy lở, đem cành lại. Chắc chắn điều này thôi. Thôi chào anh em nhé. Bạn nào biết về cái món này thì chỉ mình một tí nhá.